Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tôn vinh biểu dương các gương điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004-2024. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các nguyên lãnh đạo thành phố cùng đại diện các tổ chức tôn giáo dân tộc, tổ chức các chính trị xã hội và 100 gương điển hình tiên tiến được tôn vinh. Trước khi vào hội nghị, đoàn đại biểu đã đến viếng đền thờ các chư hùng thành phố Cần Thơ, dân nước dân hương lên quốc tổ Hùng Dương, tổ phụ Long Quân, tổ mẫu Âu Cơ, Lạc hầu, Lạc tướng, tỏ lòng thành kính nhớ ơn nguồn cội và báo công dân đến tổ tiên các bậc tiền nhân, những kết quả mà thành phố Cần Thơ đạt được trong thời gian qua. 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố không ngừng được củng cố vững chắc các phong trào thi đua yêu nước được phát động và đông đảo quần chúng tích cực hưởng ứng, làm lan tỏa các phong trào thi đua như cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đền ơn đáp nghĩa, cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập để mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 2030 đã có phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố những thành tựu đó có đóng góp tích cực đáng trân trọng của nhiều tập thể và cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực